em Tám. Chị Tám à? Dạ. Trời ơi, em gặp chị em mừng quá chị Tám. Ủa, ơi. Dạ, dạ, chị Tám ơi, em mừng quá, em mừng quá chị Tám ơi. Em ơi, chị đâu có thiếu nợ em đâu, chị nhớ là chị không có quen với em. Trời ơi, quen lắm. Em nè, chị không nhớ em sao? Em con là Thảo, con Thảo ở xóm mới nè, nhớ không? Em Thảo làm gì đây? Trời ơi, sao chị dọn nhà chị không nói em tiếng nào đi tìm chị quá trời quá đất luôn chị Tám ơi. Nhưng mà khoan đã, bây giờ vấn đề gì chị, em cho chị biết là chị em mối coi báo giàu của chị ngày xưa. À, 5 năm trước ngày nào không phải coi bói chị nhớ không? À, chị coi bói cho em á hả? Dạ, bây giờ còn làm không? Con cưng. Còn hả? Chưa giải nghệ hả? Chưa, trời ơi, nghiệp của chị mà. Vậy bà dọn nhà đi xong nói em tiếng nào em tìm chị quá trời quá đất luôn. Dạ. À. Ôi rồi giờ bữa nay sao cưng? Trời ơi, em tìm chị biết sao không? Em á là em ghiền coi bói. À. Ngày nào mà không coi bói là em ăn cơm không có ngon. À. Chị nhớ không? Ngày nào em cũng tìm chị em coi đó. À. Ai chị chỗ nào em cũng coi mà không có bằng coi chị. À, chị coi cho em, nhớ không? Nhớ không? À, chị đúng rồi. Đúng y luôn á. Chị nói em á là em sẽ có chồng và có 5 đứa con đó, chị nhớ không? Chị coi đúng không em? Thì đúng, nhưng mà nó có khác chút xíu. Khác là khác làm sao cơ? Chị còn nhớ ngày xưa chị nói với em á, chị mà có sai một chút thôi chị sẽ trả tiền lại hoàn toàn cho em không? Có à, chị có nói cái đó. Trời ơi trời, đã không có tiền đóng tiền hụi còn lại đây làm chi nếu vậy bà nội. Sao cưng? Thì đó, sao? Chị nói đó, chị nói với em á, chị nói rõ ràng là em ơi, vài năm nữa em sẽ có một chồng và 5 đứa con, đúng không? Đúng không em? Đúng, nhưng mà này nó khác. Khác làm sao nữa? Là hiện tại bây giờ em có một con mà 5 chồng.